chú Út hả? Thôi đầu tiên cảm ơn Út, rồi cảm ơn tất cả gia đình chúng ta đã tạo điều kiện cho đầu tiên đến đây có cái ngày vui của hai cháu. Và đầu tiên xin chúc mừng phép chúc cho gia đình chúng ta luôn luôn được sức khỏe bằng vàng và lúc nào cũng an nhàn hạnh phúc. Và đặc biệt hơn, xin chúc cho đôi Tân Lan và Tân Nhân chúng ta luôn luôn hạnh phúc suốt suốt cuộc đời bên nhau. Dạ. Thì đầu tiên xin mời phép hát một bài hát hôm nay là cũng hơi bộn. Quay hình đi rồi tôi nói bậy trên này là ráng chịu. Rồi sáng là sau lưng này nha. Chiều tôi qua bên nhà má, ba má tôi để chỗ nhà Út ấy. Bây giờ tới đây nữa nó tăng thứ ba rồi đó. Bây giờ còn nhiêu hát nhiêu. Có gì gia đình niệm lần bỏ qua cho nha. Bài hát rất là quen thuộc, bài hát mang đầy ý nghĩa cho ngày hôm nay, đó là bài Tình Thấm Duyên Quê. Xin mời gia đình lắng nghe. Rồi đàn cổ nãy giờ hình như nó không có điện thoại không à. Trước khi em hát có thể là cho bạn phép đầu tiên mời gia đình chúng ta một ly luôn nha, để thay lời chúc cho đôi Tân Lan chúng ta được không ạ? Chúng ta cùng nâng ly lên, đến 1, 2, 3 chúng ta xung xung lên cái đây. Ở trong nhà cũng vậy nha. 1, 2, 3. Mình thấy xung rồi đó, ngon rồi đó. Em ơi, đó em đang làm quả nghiệp về đó.
cô bác láng giềng quan viên hai họ nào là bạn bè đôi lứa, chứ trời ơi sao mẹ ngồi đếm cười hoài gì trời. Để đón thử cái đúng tư ý của anh đang nghĩ mẹ nghĩ không nghe em á. Có lẽ hôm nay mẹ già vui lắm nên đã nói luôn đã đủ rồi. Chuyện đến rồi ha, hôm nay cũng dần đưa dần xa đưa tới ngày hát mừng chuyện đôi. Mẹ ông Dung nhìn ra trước cửa thấy con cháu vui lùa mẹ cùng vui vẻ cười theo. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin phép dân nhà người ta ôm cái nhà nó lấy len chứ không lấy len chứ nó giả lời. Hàng dừa kéo miếng ba rơi bóng sông, một ngày mai say xưa như nước mong cháy tìm sông tư thể đại tìm chú lắm hai ta luôn phải say đất thật duyên quê tất thắng kia quê. Cảm ơn gia đình rất nhiều.